Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với clip tiếp theo của mình. Thì mình tên là Hiếu ha. Ở clip này mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mấy bạn là khi đăng nhập thành công vào admin thì mình sẽ quay vào cái trang gì? Cái trang dashboard. Đây mình mở lại ha, localhost admin. Thì khi đăng nhập thành công rồi thì nó sẽ đưa các bạn tới cái một cái trang quản lý như thế này ha. Tạm thời là như vậy ha. Đó. Thì cái trang này được gọi là cái trang dashboard. Thì cái trang dashboard này các bạn làm sao? Đây các bạn vào các bạn tạo cho mình trang admin này thì signing các bạn đổi lại thành đăng nhập ha. Đó, đăng nhập tiếng Việt cho nó dễ xài ha. Đây đăng nhập. Rồi cái việc kế tiếp thì các bạn mở lại cái trình soạn thảo của mình. Sau đó các bạn kéo xuống, các bạn tạo cho mình một ở trong folder view này, các bạn tạo cho mình một cái new file. Thì cái file này được gọi là cái file admin layout.plate.php ha, .plate.php. Rồi sau đó các bạn sẽ gì? Sẽ mở cái thằng index của cái thằng admin mà mình đã share á. Đó, các bạn mở lên. Sau đó các bạn copy toàn bộ ha. Các bạn copy toàn bộ vào gì? Vào admin layout này. Sau đó các bạn paste ra. Rồi, sau khi các bạn paste ra xong rồi ha, thì các bạn mở lại cho mình là cái cái root web này, web này. Thì các bạn tiếp tục khi mà mình flash, khi mình sạc gì? Sạc dashboard ha. Đó, dashboard là cái trang quản lý ha. Thì nó sẽ vào admin controller, nó sẽ lấy là đã show dashboard ha, show dashboard. Show ở đây mình thêm là shows. Show dashboard. Rồi thì mình qua lại cái controller admin, mình sẽ viết một cái hàm public function show dashboard. Thì mình sẽ trả về gì? Trả về return view admin layout ha, admin layout. Rồi các bạn sau khi xong rồi thì các bạn ra đây các bạn thử ha, các bạn set flash dashboard. Đó thì mặc định nó sẽ dẫn cho các bạn tới trang layout. Thì cái trang layout này mình đã copy set s rồi ha, mình đã copy set s rồi. Này, copy CSS rồi, mình đã copy những cái thành phần từ cái gì? Từ cái show admin này rồi. Thì cái việc kế tiếp thì các bạn chỉ việc là gì? Chỉ việc là sửa thôi ha, sửa thôi. Đây là bạn ghi là dashboard. Dashboard. Rồi, ở đây thì những cái thành phần CSS này các bạn sẽ rồi. Public ha, public backend ha, backend. À, cái này mình không nhắc lại nữa ha, public backend rất là dễ dàng ha. Để bật set. Rồi, ở đây là JS ha, các bạn làm tương tự. Rồi, các bạn tìm coi những cái nào mà chứa JS với CS. Các bạn sẽ control ha, các bạn nhấn control để quét ha, để quét. Rồi. Back end. Rồi. Rồi các bạn tìm coi còn JS nào không? Đây còn JS mainly. Thực chất ra cái mainly này mình cũng không có cần đâu, nhưng có điều là mình thà là thừa còn hơn là sai, hiểu không?
ta là sửa thừa còn là sai rồi. Sau khi các bạn đã chọn được dẫn đúng về cái thư mục chứa JS và CSS rồi thì các bạn ra đây các bạn refresh lại. À, các bạn thấy chưa? Cái này là những cái ảnh là mình chưa có nè, cho nên là nó bị lỗi. Không biết nó còn cái CSS nào không ta? Đây, nó còn CSS của thằng Bootstrap này. Đó, khi mà bị thiếu hoặc bị thừa CSS là nó bị lỗi ngay ha. Lỗi ngay. Rồi. Hình như là ở dưới mình thiếu access thì phải. Thiếu access. Function assert builds exception function access bị lỗi gì đây? Function call unidentified function assert không à đây có một cái mình ghi bị lỗi à vậy chắc chắc cái trên này hồi nãy là mình sửa cho bị lỗi cái này đây access ha đó. Rồi đó thì các bạn thấy chưa đó, đây là cái dashboard của mình rồi mình sẽ xuống đây mình sửa từ từ ha đây là cái visitor đây nè đó mình để thẳng là admin để admin ha bạn để đại đi ha admin rồi. Mình chỉ cần là mình cần không có cần các bạn sẽ sửa lại là coi coi các bạn sẽ sửa lại là nguyên cái URL này mình sẽ ẩn đi mình không cần cái URL crop down này co task là chắc nó nằm ở đây chắc nó nằm ở collect product you have tám panel start vậy chắc nó nằm ở đây rồi mình không cần cái li này mình không cần cái li này đây mình không cần cái div này ha không cần cái div này mình ẩn nó đi rồi đây này mình refresh lại mặc định cái div trên này nó mất các bạn sẽ mình sẽ dần dần mình bỏ hết những cái thành phần mà mình không có cần đi ha mình không có cần đi profile mà mình cần nè cái in-main này thì mình dẫn cái đường dẫn vào cái in-main để lấy cái hình profile ra ha public backend image rồi bạn ra đây các bạn phải thử đó mặc định nó lấy được cái hình của anh Choto này ha rồi các bạn tiếp tục là mình sẽ assign có nghĩa là cái sidebar ha ở phần bên này thì cái phần bên này các bạn giữ nguyên ha mình chỉ ẩn mấy cái phần mà cái bên right này thôi section wrapper deep visitor deep từ cái thằng gì từ cái thằng marketing update này các bạn ẩn dần ha ẩn dần tránh ẩn sai ha các bạn ẩn từ từ ha ẩn từ từ đó rồi đúng rồi đó xóa luôn rồi xóa luôn cái role này visitor static phân tích người 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 vào quét ha người vào website người thăm website calendar là lịch các bạn cũng coi cái div này các bạn cũng xóa cái calendar này đi để xóa luôn rồi bạn ra đây các bạn refresh lại ha rồi notified đây cái notify này xóa luôn clear pick xóa ha rồi còn mainly đó, mình không cần mấy cái này nó sử dụng JSON mấy cái này nó sử dụng JSON ha để đổ dữ liệu ra đó này thì các bạn chưa học tới cho nên là mình cũng không cần cái gì mình không cần là mình xóa đi đó để chi cho nó nặng rồi design bởi gì web layout ha mình download cái admin này từ cái web layout ha các bạn có thể vô mà các bạn download ha tùy mấy bạn ha mình sẽ sửa là không mình để cái link luôn ha mình để cái link luôn
Rồi. Rồi, cái phần assign này, các bạn ở đây các bạn cho một cái H3 thử ha. H3 chào mừng bạn đến với admin ha, admin. Đó, đơn giản vậy thôi. Chào mừng bạn đến tới admin ha. Đó. Rồi. Cái phần dashboard này, cái phần bây giờ các bạn sửa cho mình cái phần là Jodo này thì là cái tên của cái thằng đăng nhập ha. Thì sau này mình sẽ làm cái tên này. Refined có nghĩa là thông tin. Setting cài đặt logout có nghĩa là đăng xuất ha. Các bạn việt hóa cái này luôn, đăng xuất. Rồi tiếp đến là thằng dashboard này, nghĩa là tổng quan đi. Tổng quan. Tổng quan. Cái này là mình cho nó đường dẫn của nó là à tù ha. Đó. Flash có nghĩa là trang chính luôn. À trang chính là trang dashboard mới đúng. À dashboard. Rồi, đó. Flash dashboard. Rồi các bạn sẽ gì? Trên cái URL này. Các bạn sẽ xóa hết cho mình cái LI này, mấy cái LI này đi. Login page. Login page. Gọi là trang chủ. Rồi các bạn ở đây các bạn đề cho mình là đầu tiên là mình là danh mục sản phẩm ha. Danh mục sản phẩm. Đó, danh mục sản phẩm. Rồi các bạn ra đây các bạn hết. Đây mặc định nó có cái phần danh mục sản phẩm. Thì ở trong cái danh mục sản phẩm này mình sẽ có là gì? Thêm danh mục. Và dưới đây là sự liệt kê danh mục ha, liệt kê danh mục. Rồi cái này mình xóa đi. Rồi này ha, đó coi như là mình đã có gì, sau này mình sẽ thêm là thêm thương hiệu, thêm sản phẩm gì đó ha. Đó coi như là mình đã xóa thành công. Thì ở clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là thêm admin và thêm và lập trình sao cho nó khi người dùng click vào cái gì, cái tài khoản đăng nhập và mật khẩu, thì khi click vào đăng nhập thì nó sẽ, nếu mà đúng thì nó sẽ chuyển hướng về trang dashboard, về trang dashboard của mình ha. Đó là nó sẽ hướng mình vào cái trang admin ha. Thì mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi clip sau. Xin cảm ơn.